Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Huga Quỳnh. Và hôm nay Huga sẽ cùng các bạn tiếp tục vượt cái thứ 7 trong cái thử thách cửa biên giới của chương 2. Thì cái thử thách lần này nó sẽ có những con tướng nào đây? À, một con tướng rất là dễ thương các bạn ơi, tròn tròn ú ú con quái hồn các bạn. Quái hồn nó thuộc cái nhóm là sĩ lính biên phòng, và quái hồn coi thường sĩ quan biên phòng và sẽ tấn công họ không ngừng bằng cái phong bóng của nó cho đến khi họ rơi xuống. Wow, cái này rơi xuống đâu nhỉ? Không lẽ mình đánh trên không trung mà rơi xuống đất hả? Hay đánh trên nóc nhà, té nóc nhà rất hơi khó hiểu cái chỗ rơi xuống này. Thắng nếu phá hủy tất cả tháp biên phòng. Ok, cái yêu cầu là phá hủy tháp biên phòng. Với cái yêu cầu này các bạn nhớ giùm ra là mai băng đá. Rồi để phái băng đá này nó phát huy được hiệu quả, các bạn sẽ cần thêm một cái tăng phía trước, đó là tháp tên biên phòng hỗ trợ tấn công mình. Thì quái hồn nó là hệ nước, mình chọn hệ băng đi, thêm cái dãy lửa nữa, ghét. Nó tấn công sĩ quan biên phòng, nhưng mà mình cũng cần sĩ quan biên phòng để mình tấn công chứ. Hay là mình dùng con kỵ này đi, rồi triển khai nha các bạn. À, nó có 18 cái tháp các bạn, 18 mục tiêu các bạn cần phá hủy nha. Huga sẽ cho một cái tháp tên biên giới trước nè, một cái bắn đá Huga thả phía sau một chút nha. Khi nào mà cái tháp các bạn thấy nó gần sập các bạn thả tháp mới. Đó. Lúc nào Huga cũng sẽ có một cái tường. Đây, lại một cái tường mới. Mình xây tường để mình phòng thủ mà. Chuẩn bị cái tường mới nữa nè. Đó. Cho nó tập trung vô cái tường của mình đi. Thả mấy băng đá ra. Chuẩn bị cái tường mới nha. Đó. Khi nào mà mình bị tấn công. Rồi. Nó lên trên rồi, các bạn phải làm tường mới nữa nè. Đổi chiến xa mới. Một cái tường nữa. Ây da. Ủa, mình đánh trên mặt đất đàng hoàng mà ta. Sao nó nói mình rơi xuống. Nó còn 11 mục tiêu nha các bạn. Ôi, cái này cũng không khó đánh lắm các bạn ơi. Rồi, tháp tên biên phòng. Có cái tháp làm tường mình đánh rất là dễ nha. Mình tăng cường thêm cái máy bắn đá đi. Tháp mới nè. Đó. Cứ sập tháp cũ các bạn xây tháp mới thì cũng khá là đơn giản á. Các bạn xây, các bạn để ý đừng có xây hai cái cùng lúc, và các bạn nhắm cái kia nó gần sập á các bạn xây. Thì cái máu của mình tổn thất á nó sẽ nhẹ hơn thôi. À, bên kia nó còn hai cái tháp này, nãy mình bị cái kêu lan rộng của mấy cái tháp lửa. Rồi còn cái tháp cuối cùng mình sẽ xây một cái ra đây để nó bảo vệ cái dàn băng đá. Rồi ok, Huga đã giành thắng lợi trong cái hải 7 của chương 2 các bạn. Rồi hải 8 thử thách. Wow. Ấy này có con... Ôi, mình được 6 thẻ bài. Ôi, Huga cứ ngỡ là 5 thẻ bài là maximum rồi chứ. Bây giờ được em cái thẻ bài thứ 6 nữa kìa. Ngừng máy hơi mướt, nó thuộc cái nhóm là sĩ quan biên phòng. Anh ta có khả năng phòng thủ cực cao và tấn công bằng xung điện cực mạnh. Rồi, cái gì cũng cực hết. Yêu cầu là phá hủy thành trì địch. Phá hủy thành trì địch có nghĩa là mình sẽ tấn công tới sát nhà của nó luôn nha các bạn. Rồi, vẫn là một cái mai băng đá. Tháp lửa, tháp tên. Một cái phép đi. Cái này cái gì đây? Nó phòng thủ cao thì mình dùng phép hỗ trợ thôi. Hai con lấy một con thôi. Con tướng với một đội quân hỗ trợ. Ở đây mình chọn kỵ binh đi. Rồi, triển khai.
Wow. Thôi để cho nó đánh vô chốt đi, mình hồi mớ ma lực. Xây cái tháp lửa. Xây cái tháp lửa để hồi hồi một ít ma lực nha các bạn. Đợi ma lực nhiều nhiều đi mình đánh. Ý da, phòng thủ cao thiệt các bạn. Cao thiệt. Cái kỹ năng của nó thiệt là cao đó mà. Cầu lửa. Ôi, cầu lửa mà vẫn không thấm thía gì mi. Rồi, xong. Mạnh sát con sĩ quan biên phòng. Rồi, bây giờ Huga sẽ bắt đầu nha. Bắt đầu với cái tháp phòng thủ. Tháp tên biên giới. Quả cầu lửa để phá những cái băng đá này. Rồi, máy băng đá. Cái tuyệt chiêu Huga vừa sử dụng người ta gọi là lấy lui làm tiến. Có nghĩa là các bạn cần một cái lượng ma lực lớn để các bạn triệu hồi nhiều lính. Thì các bạn có quyền các bạn thối lui ngay thời điểm đầu. Để cho phe địch đó, nó tấn công mình. Khi mà nó tấn công mình sâu vào trong á. Thì cái lợi thế của các bạn đó là cái ma lực của các bạn đông. Nó nhiều, các bạn thả lính ra đó rất là dễ. Theo ý của các bạn nữa. Đó. Rồi. Rồi bây giờ Huga sẽ thả thêm mấy đội kỵ binh nè. Thả thêm cái máy bắn đá nữa nè. Đó. Rất là thoải mái về cái ma lực. Rồi cái tháp tên ở đây phòng thủ. Xong bây giờ Huga có thể hiên ngang tấn công nhà địch rồi các bạn ơi. Đây đây đây. Ôi ôi có 3.500 điểm làm sao mà phòng thủ được. Rồi. Một cái chiến thắng dễ dàng dành cho mình các bạn ơi. Đấy. Ơi, Huga đã thành công vượt cái ải 8 của chương 2. Tiếp đến là ải thứ 9 nha. Chương 2, ải 9. Ải này cái yêu cầu của nó là phá hủy thành trì địch. Thôi cũng như ải trước thôi. Con đá này là một nguyên tố sinh ra từ đất. Nó là một sinh vật cứng rắn sử dụng đá để tấn công kẻ thù của mình. Trời, nó dùng đá nó tấn công á các bạn, chỉ là nó cái dạng nó là tầm xa, tại vì dùng đá có nghĩa là ném mà. Nó ném đá thì sao ta? Nói chung lại thì mình sẽ giữ nguyên cái đội hình này. Không thay đổi. Ba nghìn bốn trăm. Rồi. Tiếp tục cái tuyệt chiêu lấy lui làm tiến của mình thả cho tụi nó vô trong đi, mình xây cái tháp lửa ở phía trong nè. Đấy. Cái tuyệt chiêu lấy lui làm tiến thì nó sẽ không bao giờ cũ các bạn. Và nó thích hợp với những cái game mà mình cần thời gian. Mặc dù ở đây nó giới hạn thời gian cho các bạn 2 phút. Tuy nhiên cái thời gian này là đủ để cho các bạn trốn trong này các bạn hồi phục. Rồi 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 rồi. Bây giờ là bắt đầu tấn công địch lại nha. Không thể lơ là được nữa rồi. Đây. Tấn công kẻ địch đi các bạn ơi. Tháp lửa. Đó. Oh my god. Mình dùng kỵ binh. Tiếp nè. Nó. Rồi. Nói chung lại là tạm ổn. Nhưng mà cũng chưa ổn lắm đâu, mình cần thêm cái tháp này nè. Đó, một đội băng đá nữa nè. Để mình phá hủy mấy cái tháp lửa này nè. Đấy, gãy tháp này chưa? Rồi, mở rộng biên giới rồi các bạn ơi. Biên giới của gà được mở rộng rồi. Đây. Khi mà mình mở rộng biên giới rồi rất là thoải mái nha. Để cái tháp này thủ đi, mình chờ một tí mình gọi một cái tháp nữa với một đội băng đá nữa kia. Hai cái này là cần tới 9 điểm ma lực rồi. Các bạn cứ chờ nha. Đây, 9 điểm ma lực của Huga. Mình cần gọi một lúc á nó sẽ hiệu quả hơn. Ấy da, ấy da, 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 ôi giò, ấy giò. Nó không có cái tháp phía trước này. Cho nên là cái đầu bắn đá bị cái tháp lửa này nó tiêu diệt. 9 điểm ma lực. Đây, 9 điểm ma lực. Giờ Huga sẽ phá hủy cái tháp lửa này.
Xong. Rồi bây giờ mình có thể là hiên ngang bắn phá nhà địch kìa các bạn ơi. Đó. Bây giờ bên nó sẽ không thể nào mà tấn công mình được nữa rồi. Chết tụi mày chưa? Cho tụi mày chưa nha. Nó 700 điểm, 500 điểm, 400 điểm, 180 điểm, 60 điểm và the end. Đấy, phần thắng đã nghiêng về bên mình rồi các bạn ơi. Đấy, Huga đã thành công vượt được cái ải chính trong cái chương 2 của cửa biên giới. Các bạn đừng quên ấn like, share và nhớ một subscribe cho Huga nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.